Thưa quý vị, trong ngày 9 tháng 11 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với 63 cơ sở giáo dục và đào tạo, 63 sở giáo dục và đào tạo về việc kiểm tra đánh giá học sinh thì Thứ trưởng đã có những yêu cầu riêng cho vấn đề này. Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, thời điểm này đang ở tuần 10 trong số 18 tuần thực học của học kỳ 1. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các địa phương nghiên cứu kỹ Thông tư số 09 của Bộ ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2021 quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Với lớp 1, lớp 2, các trường cố gắng không kiểm tra, đánh giá trực tuyến mà thực hiện bằng các hình thức khác phù hợp. Vụ giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể với tinh thần tạo thuận lợi nhất cho học sinh. Đồng thời, các trường tiếp tục tổ chức dạy học linh hoạt theo từng cấp độ của dịch bệnh, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm an toàn và hoàn thành theo đúng kế hoạch.